Kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã ghé thăm kênh YouTube của anh Chúng Vision. Đây là chương trình nói chuyện thế giới qua quả địa cầu tối ngày 11 tháng 10 năm 2023. Trước tiên, chúng ta vào giải Gaza. Đây là cái điểm nóng của thế giới hiện nay. Thì chúng ta biết là dân số của Gaza là 2,3 triệu người. Đó chính là những người Palestine và những người bên bờ Tây chúng ta hôm nay chúng ta không nói nha. Thì diện tích là 365 km2. Tức là hiện nay tỷ lệ thất nghiệp ở đây là 45%. Tức là cứ 10 người thì 4,5 người là thất nghiệp, 9 người thì 4 người là thất nghiệp. Và 64% là coi như không có an ninh về lương thực. Hiện nay là như vậy. Tính ra là 6.300 người trên 1 km vuông và nhiều sáng chúng ta tính. Tức là có 2/3 đất thì không có thể trồng trọt gì được hết. Cho nên là thành ra là 18.000 người cho 1 km vuông. Có thể đây là một trong những cái chỗ mà đông nhất thế giới về mật độ dân số. Thì hiện nay cái lực lượng Hamas là có 30 tiểu đoàn. Các bạn nhé, có 30 tiểu đoàn. Thì có thể nói là cũng rất lớn. Nhưng mà đến giờ phút này thì chúng ta không biết là hiện nay họ đang ở đâu và làm gì. Theo các cái thông số được biết là 1.500 chiến binh đã hy sinh. Nếu 1.500 thì có thể nói là tính ra là khoảng 5 tiểu đoàn. Các bạn nhé, 5-6 tiểu đoàn. Thì thực tế mà 30 tiểu đoàn này thì vẫn còn rất là nhiều. Nhưng mà có thực chiến hay không thì chúng ta không biết. Còn những người mà đã hy sinh thì chắc chắn là gọi là thực chiến rồi. Thế thì hiện nay ông Putin là đang ở Kyrgyzstan các bạn nhé. Chúng ta chỉ điểm qua cái chỗ đấy cái đã. Kyrgyzstan thì chúng ta biết rồi. Nó là ở vùng Trung Á. Có một số bạn nào đó là nói là tôi sẽ vẽ cái bản đồ Trung Á. Nhưng mà thôi lúc khác đi. Bây giờ là chúng ta đang bận chiến tranh. Thì Kyrgyzstan đây. Thì phía dưới là Tajikistan. Đó. Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Kazakhstan. Thì trong đó Kazakhstan và Turkmenistan thì may mắn là có cái biển gọi là biển Caspian. Cái biển này thực tế là một cái hồ nước mặt lớn nhất thế giới. Nó vì nó quá lớn cho nên người ta gọi là biển. Đấy rồi. Chứ thà như là biển Đen đây thì nó còn có cái eo biển Bosphorus Daglan ở cái chỗ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà còn riêng các ông này thì nó không có, nhưng mà có cái biển này cũng được. Còn hơn là ông Kyrgyzstan và ông Afghanistan, Tajikistan và Uzbekistan thì là đều không có cái gì hết, chỉ có mấy cái hồ đấy thôi. Thì hiện nay là ông Putin đang ở đây và có lẽ sắp tới sẽ đi Trung Quốc. Ông ở đây làm gì? Tức là kỷ niệm 10 năm hai bên ký hợp tác làm ăn các bạn nhé. Nói chung là cái hợp tác toàn diện đấy, gọi là liên vùng là một. Thứ hai là ông Kadyrov. Kadyrov thì chúng ta biết là quê ông ở Chechnya. Chechnya nó ở đây này các bạn này. À, đây này. Nếu mà các bạn nhìn rõ ra này, thì đây là cái dãy Cáp Ca này. Trên này là Nga. Ở dưới này là ba cái nước Nam Cáp Ca. Đó là Armenia, Georgia và Azerbaijan. Thì nó chia nhau ra đây. Thì riêng Georgia chúng ta biết rồi. Có Nam Ossetia và Abkhazia. Hiện nay Sukhumi các thứ là đã sẵn sàng sáp nhập vào Nga bất cứ lúc nào. Hiện nay thì là đang ly khai khỏi Georgia. Đấy, thì ba nước đây thì còn cái chỗ Chechnya là đây các bạn này. Đấy, Chechnya nó cũng là Nam Cáp Ca. Đấy. Đây, thì nó là thủ đô Grozny là cái quê của ông Kadyrov. Đấy, Chechen đấy. Thì còn hôm qua chúng tôi nói là cái chỗ này nếu mà trong trường hợp mà Nga mà đi qua Iran là đi chỗ này thì chỗ này nó gọi là Dagestan. Thì hôm qua tôi có nói là Dagestan thì đúng y rồi. Đấy. Dagestan các bạn nhé. Chúng ta đâu ra? Nó cũng không hiện lên à. Đấy, cái xứ này là cái xứ Dagestan. Thì nói chung là cái ông của, tức là bố của cái ông Gorbachev là quê ở đây các bạn nhé. Dagestan. Rồi. Thì chúng ta chỉ nói vậy thôi để cho chúng ta thấy là hình dung về cái chỗ mà Kyrgyzstan là chỗ ông ấy đang ở đấy và ông Kadyrov. Thì ông Kadyrov hiện nay ông nói rằng là ông muốn đưa quân sang giải Gaza. Nhưng mà tất cả chuyện này nó không phải đơn giản. Đấy. Tất cả nó là đều là từ từ cái đã. Hiện nay Medvedev của Nga có nói rằng là Mỹ có khả năng sẽ sử dụng chiến tranh mạng để đánh Nga. Nhưng mà Nga đã sẵn sàng chuyện này. Như chúng ta biết là chơi mạng với Triều Tiên, với Nga, với Trung Quốc thì nó cũng là địch thủ của Mỹ hoặc là Israel các bạn nhé. Ấn Độ, đấy là những cái cường quốc về mạng, cũng như là Estonia trên này nó cũng là cường quốc về mạng. À, nhân tiện nói Estonia đây thì chúng ta nói luôn là hiện nay nó có một cái đường ống dẫn dầu qua đây.
là từ Estonia đi qua qua Phần Lan. Đấy, các bạn, đây Estonia qua Phần Lan, đây là Tallinn, thủ đô, nhưng mà cái chỗ này đi qua đây nó khoảng 80 km các bạn nhé. Đây là có một cái đường ống dẫn khí chứ không phải dẫn dầu, ống dẫn khí thì qua đây, tức là lấy khí từ Latvia qua bên này, sau đó là nó đi trên cái đất của Estonia là tầm khoảng 25 km, qua bên kia khoảng 57 km, và đi dưới biển, dưới lòng biển là khoảng 4 km thôi. Thì cái đường đường qua đấy là 80 cây. Hiện nay đường khí này dưới ngầm dưới biển này, đây là biển Baltic, đây tất cả đây là biển Baltic hết, đây Saint Petersburg, Nga, Vịnh Riga thì chúng ta biết rồi, đây là biển Baltic. À, thế đây. Thế thì cái biển Baltic này là hiện nay là chúng ta biết là gọi là biển của NATO đây, là toàn các nước NATO là chủ yếu ở đây. Thì đây cái đường ngầm này, còn trước đây thì Nga cũng làm cái hai cái đường ống dẫn khí đi qua qua Đức, chúng ta đã nói trước đây rồi, Hanover, Hanover chỗ này đây. Thì là hai cái đường ống Nord Stream 1, Nord Stream 2 là đều bị đánh hết. Thì hôm nay là tiếp tục có một cái đường ống này là bị, tức là có lẽ cũng bị khủng bố vì nó đang rò rỉ, cho nên đang nghiên cứu mà một số đổ thừa cho Nga. Thì cái chuyện người ta đổ thừa là chuyện của ấy thôi, nhưng Nga chắc là không làm chuyện này. Khi nào làm chuyện lớn chứ còn làm ba chuyện lẻ tẻ này chắc không có làm. Estonia với Phần Lan nó cũng láng giềng, cũng chả có gì để phải làm chuyện này. Đấy. Còn cái để đang đi điều tra hai cái đường ống này thì tự nhiên đi làm cái đường ống đấy làm cái chi. Đấy. Cho nên là mà ngay hai cái đường ống Nord Stream 1, Nord Stream 2 của Nga với Đức là mỗi ông mà mất đi 5 tỷ, mà coi như là nó còn đổ thừa cho Nga là tự làm vỡ cái đường ống để coi như khỏi đưa sang châu Âu năm ngoái, là các bạn biết rồi, là cái đổ thừa cái đường phương Tây, đây là nghề của phương Tây các bạn nhé. Rồi thì hiện nay chúng ta biết là ông Kuchma trước đây tổng thống của Ukraine, thì cái ông mà gọi là tránh văn phòng, tức là ông cố vấn của Kuchma, thì ông nói hiện nay là Zelensky nên thỏa hiệp, nếu không thỏa hiệp thì cũng phải tìm cách ra đi, chứ còn nếu mà ở đây thì chắc chắn là người ta cắt cổ, chứ không phải là nó bắn không bắn đâu các bạn nhé. Vì dân với lại cái quân đội của Ukraine nó sẽ cắt cổ, cho nên ông nói là như vậy đấy, cho nên là không biết là có nghe hay không, cái này chúng ta cũng không biết được. Rồi Nga cũng tuyên bố với Liên Hợp Quốc là coi như tất cả, tức là ngày 13 tháng 11, tức là 2 ngày nữa sẽ họp đại đồng Liên Hợp Quốc về chuyên đề cung cấp vũ khí cho Ukraine. Thì chưa họp cũng biết là chắc chắn nghị quyết sẽ không được thông qua, bởi vì là chỉ cần một nước phủ quyết là đã không được rồi. Thì huống hồ thì tất cả cái đám đấy là cho 5 nước thường trực là hết ba nước là của NATO rồi, thì chắc chắn là sẽ không thông qua. Tức là nhưng mà Nga cũng phải có cái những động tác đó, tức là về động tác ngoại giao anh phải uyển chuyển, là chính trị anh phải nói, chứ sau này bảo ô, ông nói bao giờ đâu nữa thì là rách việc. Cũng như bây giờ Nga nói là không được cung cấp vũ khí, Nga là NATO không được tiến về phía phía đông rồi vân vân và vân vân, anh phải nói. Đấy, chứ anh không nói sau này bảo là tôi anh nói thì tôi làm ngay. Đấy, cho nên là phải nói, còn nói biết cũng không được cái gì nhưng mà cũng vẫn phải nói. Thế là trong đó là Nga đã đề nghị là tất cả coi như các cái kho mà coi như lương thực ngũ cốc thực phẩm của Ukraine, nếu phát hiện có vũ khí đấy là coi như là sẽ không có một hộp thóc nào, nói không phải hộp thóc mà lúa mì các bạn nhé, ngũ cốc sẽ không còn một hộp thóc nào để mà xuất khẩu đâu. Nga đã báo trước trước khi mà có cái cung cấp vũ khí. Như vậy là Nga đã biết rằng là họ đang cho tất cả tên lửa Tom Shadow hoặc là tất cả cái Scale hay là Attachment là trắng chín này, là tất cả tật tật là đều cho vào các kho ngũ cốc. Nhưng mà khi mà đánh vào các cái kho ngũ cốc thì là đổ thừa bung bét ra, là coi như là Nga coi như là không nhân đạo, Nga là coi như là làm giá ngũ cốc thế giới chao đảo rồi, Nga là coi như là không có ok trong cái về an ninh lương thực của thế giới, vân vân. Đấy là người ta sẽ đổ thừa. Đấy, cho nên ngay cái cách cái ngũ cốc mà coi như là người ta khai thác rất là tốt. Đấy, cái ngũ cốc mang ra là vũ khí mang vào, cũng cốc mang ra là vũ khí mang vào, cho nên Nga đã cảnh báo trước. Đấy, tôi nghĩ là chắc cũng sẽ đánh lớn này. Đấy, cho nên là tình hình thì chúng ta cũng chưa biết thế nào. Đấy, còn hiện nay á là chúng ta biết là các nước phương Tây và đặc biệt là Zelensky tỏ ra rất là do thái, rất là thông minh, nói là coi như là cái vấn đề mà cái chiến tranh hiện nay Hamas và Israel đấy, là coi như đấy là cái mưu của Nga. Đấy, có người thì nói đấy là mưu của Iran rồi vân vân, nói chung là người ta đổ thừa. Còn đúng sai hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà rõ ràng là thông thường là cái la toán này là đổ thừa.
Thế thì đổi thừa là như thế, là coi như nó có lý của nó bảo là ngày 7 tháng 10 là cái ngày sinh nhật của ông Putin, cho nên ngày 7 tháng 10 là 5 giờ sáng bắt đầu nổ súng tại cái dải Gaza. Đấy. Nó có những cái nó cũng rất là hợp lý như vậy. Cho nên là bảo là thế là thì từ đó trở đi thì cái vì cái mưu cao của ông, cho nên bây giờ cả thế giới, tất cả kể cả phương Tây cũng là NATO, EU là bây giờ là đang lo cho Israel hơn. Chứ còn trong khi đó thì ông này cứ ngày nào cũng đi xin hết thì là người ta nghe là chán lắm rồi. Nghe rất là chán lắm rồi, và bây giờ người ta đang bao nhiêu thứ bây giờ người ta tập trung vào cái chỗ Trung Đông thì ông vẫn đi xin. Đấy, nghề của chàng là nghề đi xin. Đấy, cho nên là qua đây thì chúng ta để định qua sơ một số cái vấn đề là như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ vào cái dải Gaza các bạn nhé. Đây chúng ta đang ở dải Gaza. Đây là dải Gaza, đây rất là bé các bạn. 365 km². Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là đây là cái rất to, đây là Ai Cập. Đấy. Đúng ra nó có một cái đường như thế này, này các bạn này. Nó có một cái đường này. Đây, nó có một cái đường này nữa này các bạn. Đây nó gọi là kênh Suez các bạn nhé. Cái chỗ này kênh đào, người ta đào qua đây thì này tàu đi qua đi lại khu vực này. Đây là Địa Trung Hải này, đây là Hồng Hải này. Tức là Biển Đỏ, Hồng Hải tức là Biển Đỏ, còn đây là kênh Suez. Rồi, thế thì đây cái bán đảo Sinai của Egypt tức là Ai Cập. Đây Israel, đây Jordan tức là Jordani, Syria. Và đây là Lebanon tức là Liban. Đây là Liban. Đây là Syria, đây là Jordani, còn đây là cái biên giới giữa Jordani tức là Jordan với bờ Tây. Bờ Tây này là cũng là cái người Palestine. Palestine ở hai chỗ, đây dải Gaza đây các bạn, bé tí tẹo đây. Đấy. Thì người Palestine ở đây và ở bờ Tây là ở đây. Từ cái màu màu đậm hơn đó là Israel. Đó. Thì chúng ta đây là khu vực Trung Đông chính hiệu đây. Thế còn cái chỗ này chúng ta thấy là nó có một cái gọi là Golan Heights, tức là nó gọi là cao nguyên Golan. Thì cái này nó là màu vàng là của Syria, nhưng mà hiện nay là quân tức là bên bên Israel nó cũng đang chiếm đóng ở khu vực này các bạn nha. Tức là hiện nay cái chỗ này là cái các cái phiến quân, nó gọi là bên bên gọi là phiến quân nhưng mà thực tế nó là lực lượng kháng chiến thôi, là Hezbollah, thì nó đang ở phía nam này. Đấy, phía nam của Liban, tức là phía bắc của Israel. Đấy. Còn và cao nguyên Golan rồi Jordani. Jordani thì chúng ta biết đây nó là một cái bờ sông, đây đó là cái bờ sông các bạn nhé, nó là biên giới tự nhiên luôn, nó đổ ra cái biển này, còn đây là biển chết. Đấy. Thì đây nó là cái sông, đây là gọi là sông Jordan. Đấy. Thì đây nó gọi là bờ Tây sông Jordan, bờ Tây sông Jordan tức là của Palestine. Đấy, chúng ta rõ hết rồi nha. Còn đây là cái chỗ này, là cái đen đen này nó là thủ đô, nó là Jerusalem mà đúng ra là của ông Palestine. Thì bây giờ ông này ông có cái Tel Aviv rồi, nhưng mà ông Mỹ ông bảo là bây giờ là nó xui, ông Mỹ bảo ông làm sao ông lấy cái Jerusalem cho tôi, thì là bây giờ lấy Jerusalem còn để phần đông cho cái ông Palestine, nhưng mà bây giờ bảo phần đông nó cũng đang quản lý luôn, cho nên là hiện nay cái chỗ bờ đông bờ tây của Jerusalem cũng đang tranh chấp, nó là như vậy. Thế thì bây giờ là hiện nay là đang đánh nhau ở đây, thì chúng ta thấy này, đây là đang đánh nhau khu vực này, đây, khu vực này, đây, khu vực đang tranh chấp đây. Thì chúng ta thấy cái dải Gaza này là phía phía tây là thuộc Địa Trung Hải, phía bắc, phía đông, phía và đông nam thì là giáp với Israel, chỉ có một tí ở phía tây nam gọi Fatah thì nó lại giáp với Ai Cập. Đấy. Thì hiện nay á, là coi như Israel đã phong tỏa hoàn toàn cái đường biển xanh này rồi, kể cả đây luôn. Đấy. Bây giờ là coi như đóng cửa luôn với đường Ai Cập, mà trong khi đó là Israel là không có dính líu gì giữa đây. Tôi có khi tôi bôi bôi cái màu này, này. Tôi bôi màu này cho nó khác đi. Đấy. Đây cái màu này các bạn nhé, đây là dải Gaza này. Đây thì chúng ta thấy là đây tôi bôi màu xanh này á, thì cái chỗ màu xanh này với cái màu vàng này thì không liên quan gì đến Israel, không liên quan đến ông này. Đấy, nhưng mà bây giờ ấy là coi như là Israel phong tỏa toàn bộ cái biển này, cái biển xanh với vàng này, vàng vàng cam này, thì coi như là phong tỏa hoàn toàn. Thế mà bây giờ là coi như là chỉ còn một cái đường mà người Gaza, Palestine là muốn là coi như thoát khỏi cái vòng vây kìm kẹp này thì có thể chỉ có đi qua bên này thôi, qua bên Ai Cập. Thì hiện nay ông Israel cũng phong tỏa luôn chỗ này, tức là giống như là cái bờ Tây, cái Gaza là của ông ấy, là đóng luôn cái chỗ này, chứ đúng ra là cái chỗ này Gaza và Ai Cập là không liên quan gì đến đâu, nhưng ông đóng luôn cái chỗ này các bạn nhé, tức là không, tức là nhốt hết tất cả nằm trong cái dải Gaza này. Đấy là chúng ta biết rồi, mà chúng ta biết là nếu mà không điện không nước thì nó là gì. Đấy, không có điện
thì nói thật là đi toilet thì không đi được, giật nước là không có, nước không có rồi, điện không có. Thì điện không có thì có nghĩa là cái sạc pin không có, chúng ta cứ ngồi chúng ta tưởng tượng thôi. Hồi xưa chúng tôi bị bão là bị 3 ngày 3 đêm không nước, là không điện không nước là chúng tôi biết rồi. Đi toilet không đi được luôn, đi chỗ nào, trong nhà thì không dám vào, nó làm nó sập một cái thì coi như là mất xác luôn, coi như thối luôn ở dưới, thì không lấy ra được. Đấy. Thế nước không có, điện không có, rồi bây giờ thực phẩm không có luôn. Bây giờ là các cái hành lang nhân đạo của thế giới là vào Israel không cho vào. Bây giờ nếu mà người ta vào, người ta sẽ cập bến tất cả các bến Tel Aviv của đây này, hoặc là vào ngay dải Gaza này, là người ta có thể vào, người ta cứu trợ cho, hoặc là có thể là đi vào bằng con đường của Ai Cập, đi vào dải Gaza để người ta cứu trợ. Nhưng mà hiện nay là coi như không cho các bạn nha. Đấy. Mà Mỹ thì đang ở ngoài này, những cái tàu của Mỹ thì đang ngoài này. Đấy, cái tàu coi như là gọi là nó gọi là hàng không mẫu hạm thì đang ngoài này. Nó là như vậy, cho nên phong tỏa hoàn toàn cái phong cái này thì chúng ta biết là không có thức ăn mà ăn, coi như nó bảo là sẽ nuôi như bọn động vật luôn, thì chúng ta biết rồi, chúng ta nghe nghe là chúng ta đã biết rồi. Thế thì bây giờ như vậy là nếu mà có ai có làm việc thì cũng không ai làm việc ở đây nữa rồi. Làm việc phải thang máy, mà thang máy thì tầng 10, tầng 20 mà ai mà đi lên đi làm, mà lên đấy là nó đánh bo kiểu như thế, mà có rải thảm như vậy thì chúng ta nhìn một số cái phố xá là chúng ta biết là thì đây rất nguy hiểm. Và chính thức là từ 14 giờ ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10, là cúp điện hoàn toàn dải Gaza. Hiện nay là đang chìm trong bóng tối các bạn nhé, là không điện, không nước, không nhà, không cửa, không ăn, không uống, không không màng, không mùng, không mền, không có một cái gì hết. Cho nên nếu mà nhân đạo của quốc tế mà nó đến là nó sẽ mang mùng mền, thuốc men này nọ kia, còn tất cả cái chỗ đấy thôi. Quan trọng hơn nữa là đó là gì, là bệnh viện mà không có điện thì coi như thua. Đấy, các bạn thấy. Thế bây giờ phải viện trợ cho các cái máy phát điện, mà máy phát điện chỉ chạy giỏi lắm là nếu mà chạy cho bệnh viện từ 1 đến 4 tiếng, rồi bây giờ máu không biết lấy ở đâu rồi, vân vân. Tất cả hiện nay là nó giống như là nó đã đẩy ra cái số người mà ra khỏi nhà hiện nay là 800.000 người, tức là chắc khả năng hôm nay nữa là cúp điện là ra ngoài nữa, thì là phải một, tức là khi mà đã cúp điện thì làm gì có điều hòa, làm gì có quạt, mà cái xứ này là xứ nóng sa mạc nữa thì chúng ta biết rồi. Thế nên tất cả mọi thứ cùng khổ là nó đã đang dồn lên đầu của người Palestine, lấy cái cớ là các chiến binh Hamas tấn công người Israel. Đấy. Mà trong khi đó chúng ta biết Israel ở đấy, cái đất người ta tất cả đây mà coi như ông chiếm còn có mỗi tí chỗ này, còn ông bờ Tây thì chỗ này. Đấy. Cho nên là coi như cái lý của kẻ mạnh, cái chân lý của họ nó là như vậy, dám đụng đến lông chân của người Do Thái, lông chân của người Israel thì phải trả giá. Đấy. Vậy không phải là các chiến binh trả giá, mà toàn dân phải trả giá. Nhốt tất cả vào như ấp chiến lược hồi xưa mà Mỹ Mỹ đã nhốt đồng bào ta ở miền Nam, Nam Bộ. Chúng ta thấy. Đấy, thì chúng ta biết là bây giờ là không biết làm thế nào. Đấy. Coi như là người ta nói là cuộc sống của Gaza hiện nay đang dừng lại. Đấy. Bây giờ ăn cũng không có ăn, uống không có uống, tắm rửa thì quên đi, lấy đâu ra nước, nó cắt toàn bộ nước từ bên này cắt qua. Thực tế là đã giam cầm người dân ở đây là từ năm 2005 nha các bạn. À 2008, xin lỗi, 2008 là 15 năm rồi. Là theo cái dạng như vậy, theo cái điều tiết, nhưng mà nó vẫn còn, nói chung còn có tự do trong trong cái này. Nhưng mà bây giờ là không có tự do luôn. Không ăn, không uống, không tất cả. Thì không biết là cho cổ phần kiểu gì, nhưng mà cái kiểu này là coi như đối xử như động vật, thì ta thích thì cho mày ăn, không thích thì thôi. Nó là như thế. Thế thì bây giờ là có thể nói là cái số người thiệt mạng của hai bên là tăng lên rất nhiều, mà chắc chắn là chưa thống kê hết được đâu. Đây là con số thì chẳng qua là moi được ai lên thì báo cáo là người ấy chết thôi, chứ còn cũng không thể biết được. Hiện nay các cái nước ngoài ở đây cũng bị chết rất là nhiều, trong đó Thái Lan có 12 người, Mỹ 10 người, Nepal 10 người, Argentina 4 người cộng 5 người mất tích, Campuchia 1 người, rồi Bulgaria 3 người, Italy là 2 người, rồi Anh là 4 người, rồi Nga là 4 người, vân vân. À, rất nhiều. Thì hiện nay là không thể biết là họ đang ở đâu, là mất tích hay là chết hay là bị bắt làm con tin. Đấy. Mà hiện nay thì như chúng ta đã nói rồi, con tin bây giờ tuyên bố thẳng luôn, cứ đánh một cái tòa nhà cái là giết một con người, là một con tin, đánh vào tòa nhà là giết con tin thì chắc chắn là giết, thì chúng ta biết là sẽ giết ai, chúng ta biết rồi, phải hỏi là bạn ở đâu đến, là có gì biết là của người ở đâu, là nó phải giết trước, mà các bạn biết rồi. Đó là điều chắc chắn. Thế thì bây giờ nó có một cái vấn đề là coi như là cái ông bộ trưởng bộ kinh tế của Hamas đã bị giết rồi các bạn nhá. Ông này là coi như là ông trung tâm về cái gọi là tiền ra tiền vào, các nguồn tài trợ ở đâu, điện đóm các thứ,
thì cái này là nó tôi nghĩ là hơi chủ quan. Đấy, bây giờ nó còn điện đóm cái gì nữa là nó bom lên tại chỗ thôi. Và chuyển về đây 1 triệu đô là chuyển về đây là thức ăn, chuyển về đây là súng, về chỗ A chỗ B thì chết rồi. Đấy, có nghĩa là ông này bị đã bị trúng đạn, trúng trúng tên lửa các bạn nhé. Thì hiện nay chúng ta biết là rõ ràng là Liên Hợp Quốc bây giờ phải phải lo cái chuyện này. Đấy. Thì đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc là bây giờ là cáo buộc Israel là đang muốn sử dụng cái đạn đói để làm vũ khí để tiêu diệt những người Palestine ở dải Gaza này và lực lượng chiến binh Hamas. Đấy, dùng cái đạn đói đấy thì hiện nay cái bệnh viện hiện nay nó loạn lạc cái trong này. Cứ lúc nào cũng có bom rơi đạn nổ, lúc nào cũng có cứu thương chở đến, mà các bạn biết là bây giờ lại tối như thế này mà lại không có điện nữa là thua rồi. Đấy. Thì hồi chiều nay là có một nữ y tá coi như người ta làm giống như cái đại dịch vừa rồi đấy các bạn, mà cái này còn hơn đại dịch, cái cấp cứu cái này còn hơn đại dịch nữa. Tức là liên tục như vậy thì là cuối cùng là cái bà này là coi như bà y tá bắt đầu lúc mà dở cái mặt của cái khi mà chữa thì lúc này thì ông này cũng hình như hấp hối sắp chết rồi, nói chung là chắc cũng chết lâm sàng rồi. Thế là bắt đầu bây giờ cái mặt ra là nhận ra là chồng, tại vì thấy nó giống giống thì hóa ra là chồng của bà bị coi như đưa vào bệnh viện chết rồi. Cuối cùng là bà bỏ đấy, bà chạy ra, bà ấy giống như người điên chạy quanh hết bệnh viện. Chúng ta xem video chúng ta sẽ thấy là cái thảm cảnh đây là coi như là mọi người là không chịu nổi, tức là bây giờ bà ấy giống là thần kinh rồi, bây giờ không biết gì nữa, cứ chạy ra cứ kêu làng kêu nước như vậy. Đấy là một cái nữ y tá ở đây, tức là bị thần kinh luôn rồi. Đấy thì hiện nay các cái siêu thị ở tại Israel thì chúng ta biết rồi là bây giờ là đại dịch mà kể vô đại dịch thì nó còn cả 1-2 năm còn đấy, chứ còn đây nó đùng đoàn như vậy là coi như siêu thị là coi như ai người đấy là chất đống trên cái xe coi như đẩy ra, coi như bây giờ là coi như loạn lạc hết, còn khách du lịch thì không ai đến đây rồi, các máy bay 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 về đây gần như là không có, chỉ ngoài các cái máy bay vận tải của Mỹ là chở các hàng đạn dược thuốc men quân quân đội các thứ đến đây thôi. Đấy, còn tất cả bây giờ là khách du lịch là giải tán hết, các chuyến bay không, tức là không phải là quân sự thì không không có đến, tức là hiện nay là tình trạng chiến tranh đấy, nó là như vậy, cho nên là tình hình hiện nay rất là khó khăn. Bây giờ hiện nay cái xe tăng là chúng ta biết là cái chỗ này, cái chỗ các bạn nhìn trên này này, đây tôi vẽ một cái này đấy, nó tới đây tức là biên giới giữa Israel và Liban, thì tất cả chúng ta nhìn thấy nó toàn là xe tăng hết nha. Trời ơi, cái này mà để cho UAV hay cái này làm xét qua đây thì tôi nói đánh đấm điều này rồi, trước sau Israel trả giá, kể cả Mỹ trả giá hết, cứ đem hết quân với để súng đạn các thứ nhiều vào đây, xe tăng nhiều vào đây là coi như đưa đưa cho nhanh, nó là như vậy. Thế là bây giờ là tất cả đây là xe tăng hết. Còn cao nguyên Golan này thì chúng ta biết là hiện nay là bắt đầu đã bắn sang Syria và Syria cũng bắn bắn qua bắn lại rồi các bạn nha. Đấy, hiện nay là coi như là bắn qua là bên này bắn lại, bên này bắn qua Liban, bên này bắn lại, rồi bắt đầu là bắn qua cái Gaza, Gaza bắn lại, hiện nay là cái loạn lạc thế như thế này. Đấy, cứ đánh như các bên thôi, còn cái Jordan thì nó không không có vấn đề gì. Đấy, hiện nay các bạn Jordan này không có vấn đề gì, nó lại bên kia sông nữa. Thì chúng ta biết là cái đường mà hôm trước mà tôi nói đấy là coi như là định lợi dụng Jordan với Ả Rập Xê Út đây, đấy, là coi như là với Ấn Độ với UAE để làm ăn là coi như đi qua đây này, đi qua Jordan đấy, con đường là từ bên UAE đi qua Jordan, lách cái bờ Tây, tránh cái bờ Tây ra cái cảng Haifa cũng đây, xong thế là từ đây là qua địa trung ra địa Trung Hải là bắt đầu đi lên châu Âu đấy, đi lên châu Âu, nó là như vậy, cho nên là nó coi thường tất cả hết, nó lách vào bờ Tây, không bờ Tây đỡ được tí không lách vào. Đấy. Tránh ông Syria, tránh ông Liban, chỉ chơi với ông Jordan thôi. Láng giềng tốt, mà ông Jordan này thì chúng ta biết là cũng là hai phai. Thế là đi như vậy thì bắt đầu đang định ký cái dự án này, đang định bắt tay với Ả Rập Xê Út đây, đây Ả Rập Xê Út đây, định bắt tay với nhau thì coi như là xảy ra chuyện này. Đương nhiên rồi, bây giờ địa chính trị các ông khôn quá, các ông tính phần là coi như là chỉ chơi với những thằng giàu chơi với nhau thôi. Còn mấy thằng nghèo này là coi như chỉ bọn này nó chỉ chắc chắc là cho nó đạn cho súng thì nó ok, thì chứ còn làm ăn kinh tế tiền nhiều bỏ túi thì là mấy thằng giàu chơi nhau không được, cho nên nó sẽ xảy ra cái chuyện này. Đây là giọt nước tràn ly và theo tôi nghĩ nó là vì vậy thôi, chứ còn cái nguyên nhân sâu xa thì trước đến nay cả mấy chục năm cả trăm năm nay nó là câu chuyện khác, nhưng mà tại sao nó là bây giờ là nó là như vậy. Một, có khả năng là vấn đề Ukraine và Nga sắp vãn hồi. Hai là bên này sắp bắt tay,
thì làm ra cái chuyện này. Thì rõ ràng ông Ả Rập Xê Út là ông là trung của thế giới Ả Rập, thì ông định ký bây giờ định thò tay ra mắt ông phải thụt lại ngay thôi. Rõ ràng đây các bạn Ả Rập đây, tất cả đây, Ả Rập Syria, Ả Rập Libya, Ả Rập Ai Cập, đấy, Ả Rập Palestine là đang cái hoạn nạn đây. Thì ông không giúp thì thôi, chứ bây giờ ông đi bắt tay với kẻ thù nữa là ông vi phạm cái lời thề của những nước Ả Rập hồi xưa họ tại Libya đã ra cái ba cái lời thề đó. Các bạn nha, nó là như vậy. Có một số người hỏi tôi cái gì tôi quên rồi nhỉ. À, tức là bây giờ thế này, các bạn bảo là bây giờ Ả Rập bảo Iran là có giúp đi. Iran không phải Ả Rập các bạn nha. Các bạn xem lại cái số nào đó, cái số nào cũng cách đây mấy số là tôi có nói là 22 nước Ả Rập hình như qua hôm kia đấy, số hôm kia đây là đấy, là hôm kia là có ba số là mà không biết là cái số mà có cái quả địa cầu đấy, là tôi có nói về vấn đề là 22 nước Ả Rập. Thì trong 22 nước Ả Rập này thì coi như chỉ có 19 nước là có Hồi giáo, là vừa Ả Rập vừa Hồi giáo, còn ba nước là chỉ Ả Rập mà không Hồi giáo. Đấy các bạn nha, Ả Rập mà không Hồi giáo. Thế còn các nước Hồi giáo là có rất nhiều. Đấy, cho nên các nhiều bạn mới bảo là thế giới Hồi giáo đâu, tập trung đoàn kết vào đánh thằng này. Không phải, Hồi giáo Israel nó cũng có Hồi giáo các bạn nha. Đấy, Israel cũng có Hồi giáo. Còn bốn cái đồng chí xung quanh đây, Libya, Syria, Jordani, Ai Cập và kể cả Ả Rập Xê Út cũng vừa là Ả Rập vừa là Hồi giáo. Còn Israel này là vừa là Hồi giáo, vừa là Do Thái giáo và vừa là Kitô giáo. Đấy. Còn anh Iran ấy thì anh là chỉ là Hồi giáo chứ không phải là Ả Rập. Chúng ta phải phân biệt rõ. Cho nên họp 22 nước Ả Rập là không có Iran. Nếu 22 nước này đồng tâm hiệp lực để ủng hộ Palestine, ít nhất về tiếng nói, ít nhất về vật chất, chứ không nói về quân đội hay là quân sự, đấy, thì cũng là 22 nước Ả Rập này lo được. Chứ còn Iran thì lo chuyện khác. Iran là bạn bè, là tức là nó là Hồi giáo. Mà Palestine cũng là Hồi giáo. Nhá. Giải Gaza này là dân Hồi giáo. Bờ Tây này là dân Hồi giáo. Đấy, chúng ta phải phân biệt rõ như vậy. Và Israel cũng Hồi giáo, và Việt Nam cũng là Hồi giáo luôn. Ấn Độ Hồi giáo, Afghanistan, rồi năm nước Trung Á, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Indonesia, rồi Malaysia, rồi thậm chí cả trong Vatican là cái chỗ mà đường cái trung tâm của cái Thiên Chúa giáo đấy cũng có Hồi giáo, rồi Mỹ cũng có, rồi bên Canada cũng có luôn. Nó rất nhiều Hồi giáo, rất nhiều. Nó 100 nước mà. Trong đó mà có 34 nước là trên 1 triệu người là Hồi giáo. Còn Indonesia là cái đất nước Hồi giáo nhiều nhất. Đấy. Cho nên khi mà các bạn nói là bảo Iran là các nước Hồi giáo, các nước Ả Rập là gọi là Iran, cái nói chung là không có đúng. Hồi giáo rút thì được, mà cái tổ chức Hồi giáo thì nó tả phí lù như thế thì nó rất khó. Chỉ có các quốc gia Hồi giáo thì nó cũng có những cái quan hệ nhất định và nó cũng có sự giúp đỡ nhất định, nhưng mà các nước Ả Rập thì nó thuần hơn, tức là nó gọi là dân tộc Ả Rập đấy các bạn, và người ta nói tiếng Ả Rập, cái tiếng Ả Rập. Vì có 22 nước này nói tiếng Ả Rập cho nên là Liên Hợp Quốc là một trong 6 thứ tiếng phổ biến nhất của Liên Hợp Quốc, đó chính là tiếng Ả Rập. Chúng ta biết là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hoa, tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Tây Ban Nha thì nó có một loạt nước ở châu Mỹ Latin là nói tiếng Tây Ban Nha hết, trừ Brazil và phía Bắc của Paraguay. Còn phía miền Trung và miền Nam của Paraguay cũng vẫn nói tiếng Tây Ban Nha. Các bạn nhé, từ Mexico trở xuống là tiếng Tây Ban Nha. Cho nên tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập nó đại diện cho rất nhiều quốc gia. Tuy là cái dân số của cái Ả Rập này nó chỉ khoảng 430 triệu người, nhưng mà vì nó nằm nhiều quốc gia cho nên là nó trở thành một tiếng quốc tế thông dụng của Liên Quốc. Rồi, bây giờ chúng ta nói cái gì? Bây giờ chúng ta nói về vấn đề tình báo. Bây giờ tình báo Mossad của Israel nổi tiếng là giỏi, thông minh, hiện đại. Mỹ sẽ trùm. Và giờ người ta nói thế chứ ai nói là tình báo Ai Cập hay tình báo Iran, tình báo Nga, tình báo Đức mà làm gì. Bây giờ thì chúng làm Ukraine thì chúng ta thấy là tình báo Anh mà tình báo Anh thì thấy là bây giờ thua tài le đấy, tình báo cái gì trùm CIA là chúng ta biết là Mỹ là trùm rất là ghê. Thì tại sao trùm CIA và trùm Mossad này không biết cái chuyện mà Hamas nó từ cái giải Gaza này nó qua đâu anh? Tại sao không biết? Nó lớn như thế mà không biết. Nó chuẩn bị cả hàng ngàn cái tên lửa như thế là không biết. Nó hàng ngàn người nó qua cái gọi là cái hàng rào điện tử coi như là coi là thông minh nhất thế giới.
con ruồi bay qua là bắt được ngay, con kiến bay qua lại là hiểu ngay, thì tại sao mà người nữa là cả ngàn người lại không biết? Đấy. Thế thì câu chuyện nó là như thế này các bạn ạ. Thế hỏi tình báo là Ai Cập, ông trùm tình báo gọi là bộ trưởng bộ tình báo Ai Cập đã gọi điện cho ông Netanyahu thủ tướng, là nói là coi như là có khả năng đánh lớn đấy, có khả năng đánh lớn đấy. Thế thì coi như là ông Netanyahu không nghe, cũng nói với tình báo Mossad bảo cái tình báo Ai Cập những cái chi đó là đồ phọt phẹt, tức là nói chung là người ta coi thường. Mà cái ông Ai Cập này không biết là ông có tay trong tay ngoài, không biết là ngày nào ông cũng nói là sắp có đánh, thì bảo ui tôi nghe hoài rồi, tôi đừng có nói nữa, nhức hết cả đầu, mệt quá, tao đây tao trùng đây tao không biết thì thôi chứ bây giờ tao đi nghe mây. Đấy, cái kiểu như thế thì thôi, thì tôi đã bắt nói khuyên cáo các ông rồi, thì tùy các ông thôi, ngủ nha, thì đã ngủ đêm nha, nó đánh. Thế bây giờ mà ông xin em rằng là bây giờ tình báo đâu không biết gì mà coi như là bảo là ngủ hết rồi, ngủ mà coi như 4-5 giờ sáng coi nhái ngủ, mà lại ngủ ngon nhất cái thời điểm đó. Các bạn biết nước ngoài 7-8 giờ chưa dậy đâu, 5 giờ sáng nó giống như mình 3 giờ sáng 2 giờ sáng ngủ, lúc đấy là sâu lắm. Thế bảo tình báo đang ngủ thì còn làm sao biết được. Thế thì tình báo Mỹ bên kia là nó cách là coi như 12 tiếng, thế nó bảo tao ngủ trưa, tình báo Mỹ lên xe cũng đang ngủ trưa, mày thì ngủ tối thì tao ngủ trưa, thì đều đang ngủ cả. Thì nói chúng ta nói cho vui, nhưng mà nó là như thế này, cái tình báo của ông Israel này thì bây giờ nếu mà nói trong cái thằng bờ Tây, là cái thằng này Palestine ở bờ Tây, Palestine có hai nơi các bạn nhé. Thì ở bờ Tây này á, tại bờ Tây nó đang rục rịch vì suốt ngày là coi như là chúng ta biết là bên Israel là nó cứ suốt ngày nó làm cái khu định cư này, một cái khu định cư này, rồi hai cái khu định cư này, rồi ba khu định cư này, bốn khu định cư, nó cứ làm hết đây mà suốt ngày là cứ ném đá qua lại đấy các bạn. Cứ thấy là bên này thì gọi là không có tất sắc nào, chỉ có đá cả, ở đây nhiều lắm. Ném qua bên kia nó bắn về lại, ném qua nó bắn lại bên Israel, mà nếu mà có một thằng nào mà nó bị thương cái nó bắn cho hết cả một đống người bên này, rồi qua nó hốt người qua rồi nó làm con tin cả ngàn người, đến bây giờ nó mới lòi ra đấy, nó mới lòi ra 100 người, trả ta 100 đây, bây giờ bên đây lại không vừa trả mà vừa đánh thì lại Hamas cũng tương kế tiểu kế thôi, bây giờ mày đánh chết coi như là con tin là ta không biết nghe, cái vụ này ta không biết nè. Đấy, thì bây giờ nói là tình báo, thế tình báo của Israel bảo là nếu mà ông nói bờ Tây á, nó rục rịch, nó đang chuẩn bị nó nổi dậy ấy, thì tôi còn tin, chứ ông nói cái thằng giải Gaza này, cái đạp cái này xuống địa Trung Hải thì không có cái cửa đó, là một cái, thứ hai nữa là coi như là cái tình báo là rất giỏi, cho nên là nếu có là biết ngay. Cái thứ ba nữa là cái hệ thống cũng là giám sát, đây là coi như là chúng ta biết là hàng rào như giống điện tử mắt camera, mà coi như là qua cái là nó báo động rồi, nó lên hình lên ảnh, nó ra cái mặt người, nó đủ thứ hết. Rồi Mỹ, nói đến Mỹ thì bây giờ nói được ông Blinken, ông bảo là thực tế là bây giờ chúng tôi đang cũng bận lắm. Đấy. Ông này thì nói đổ thừa cho đang lo cho bờ Tây, cho nên là quên cái vụ Gaza. Thế còn ông Blinken thì ông bảo là chúng tôi thì đang xem thằng Wagner nó đi đâu. Nó đang ở luồn cúi ở cái chỗ nào, Algeria hay Libya, hay là nó đang ở Niger, hay là Trung Phi, hay là nó đang vào chỗ Kiev, hoặc là nó qua bên Warsaw nên du lịch. Đang nghiên cứu đấy. À thì đúng rồi, thì ông là ngoại giao thì ông nói về cái lực lượng vũ trang với cái tình báo thì ông nói tầm bậy, thì không chấp nhận. Bởi vì ông là ngoại giao. Thế thì cái trùng tình báo của Mỹ đâu? Trùng tình báo của Mỹ đâu? Trùng tình báo của Mỹ nói cái gì? Trùng tình báo Mỹ đổ thừa cho Iran. Đấy, do thằng tình báo Iran. Nó tất cả cái gì nó làm việc thằng Iran ấy. Thì bây giờ mình cứ chầm hăm ở cái chỗ bờ Tây với bờ Đông làm cái gì? Chầm hăm ở thằng Ukraine, chầm hăm ở Wagner. Đấy, thì đúng rồi. Thì bây giờ là cái ông đấy là ông gọi là Friedrich Fleisch. Đấy là cái nhà phân tích chính trị, tức là chuyên nghiên cứu về CIA đấy. Nhà phân tích tình báo của CIA đấy. Là ông nói thế thôi. Có cái gì đâu, nghĩa là coi như là tất cả là ông nói rằng là không có thấy có một cái sự liên quan nào của tình báo Iran đối với Hamas cả đấy, cho nên là bây giờ lơ là như vậy là coi như là bể đổ bể ra hết. Bây giờ mới đưa cái tàu coi như là Chiron 4 này là đến, là chúng ta biết rồi là tình báo Do Thám là Nga ok, cho nên ông bộ trưởng kinh tế là ông dính đạn là đúng đó.
Đấy là bây giờ là nhất cử nhất động là bây giờ nói bằng chân bằng tay hoặc là nói bằng cái lon gạo thôi, cho cái dây chỉ và mà alo thôi, chứ còn bây giờ mà cứ thiết bị điện tử là chết. Đấy, cái hồi xưa Việt Nam nó chưa có máy điện thoại mà nó còn biết nữa, chứ bây giờ cái đám này không biết là có biết hay không, nó là như vậy chứ, cứ cãi lộn nhau như thế là bây giờ không biết ai. Thế rồi bây giờ mà tại sao mà cái hệ thống tường rào nó ok như thế mà nó lại chui qua được, nó quá hay. Thế rồi một là nó chui qua hầm, nó đào hầm xuống, nó chui bắt chi giống như bên cái hàng rào của Mỹ với Mexico thôi, là một. Đấy, chui qua hết chưa, chui qua được, ám hiệu chui qua hết chưa, rồi bắt đầu là cái chiến đấu, rồi bắt đầu nổ súng một cái, nó bắt đầu thì dù loay qua, bắn dù lượn, nó chỉ có dòng lượn thì có những cái rào thì ông giỏi lắm, 4-5 mét thì tôi dù lượn tôi lên tới 10 mét tôi bay xuống, rồi tôi rơi qua cái bịch cái xuống xong rồi mầm luôn. Tình báo cái gì, hàng rào làm cái gì, hàng rào làm gì, nó một khi người ta là cái ý chí người ta, cái mưu cao của người ta, cái chí căm thù và coi như là quyết chiến quyết thắng của họ rồi thì làm sao mà ngăn cản được. Cái đấy rất là khó, cho nên là bây giờ điên quá tức quá là bắt đầu với là đánh dân, bây giờ cứ đánh dân thôi. Còn bảo có hồi xưa nói là có 1.000, cách đây mấy ngày có 1.000 chiến binh, bây giờ là bảo là lôi ra được 1.500 thi thể của Hamas rồi, thì còn bây giờ còn đánh ai nữa, thì bây giờ là đánh dân chứ còn đánh ai. Cho nên bây giờ hiện nay Liên đoàn Ả Rập họp, EU họp, rồi ông Putin thì ông nói rồi, ông Putin thì hiện nay là đang gần như là hơi đang im lặng cái đã, bởi vì nếu mà bây giờ nếu ông có nói ông cũng nói giống theo kiểu trước đây của ông Israel thôi, thôi hai bên kiềm chế và coi như thích thì là Nga làm trung gian hòa giải. Đấy. Thế thôi, cứ thích trung gian hòa giải thì chúng mày phải im hết, mà bây giờ Israel nó sụp sụp thế này làm sao nó im được, tự nhiên bảo đóng băng xung đột đấy thì thôi chứ coi như là thua luôn. Đấy. Chúng ta cứ nghĩ ra thế là chúng ta thấy là buồn cười. Đấy. Nó là như vậy. Trong khi đó trùm tình báo đã gọi rồi, đã gọi cho trùm tình báo của Israel rồi, gọi cho thủ tướng rồi mà không chịu tin thôi. Và chúng ta có hàng rào điện tử là cái bọn Gaza, cái bờ Tây nó xung quanh này này này, nó rộng nó dài thế này này, khó thì cái thằng này thì có cái gì đâu mà phải coi ngó, có cái hàng rào thì yên tâm công tác rồi. Rồi hiện nay bắt đầu là tất cả các nước là coi như là Anh, Đức, Pháp, Ý coi như đã hứa sẽ hỗ trợ Israel. Anh mà hiện nay là bằng mồm chứ không hết là bằng cái mồm cái miệng rồi nha. Ba Lan thì nhanh nhậu là 1 tỷ rồi đấy. Quăng qua để cho biết là đấy, cho Zelensky biết mặt thôi chứ thì đấy, tiếc lắm, quăng qua đấy tiếc lắm. Ông Ba Lan với ông Israel quan hệ gì sâu sắc đâu, quăng ra nhưng mà thà thế vẫn sướng hơn là cho cái thằng bên cạnh, thằng ấy cho nó rồi nó lại nó còn chửi cho nữa, nó mệt nữa đấy. Còn chỉ có thấy Nga hiện nay là đang ung dung rồi. Còn Zelensky thì thấy Ba Lan nó quăng qua rồi, thấy tất cả các nước là bây giờ đang xin các nước cứ bảo mày cứ từ từ, bây giờ quốc hội nó đang loạn, người ngợm nó còn rớt chức, nó đang chưa điên, nên bây giờ mày bảo là khi nào ông lên thì ông cho tôi viện trợ với nhé, nè bây giờ cứ nhảy đựng nhảy la mắt đa luôn, cho mày nhảy luôn, mày nhảy xuống sông luôn chả ai cứu nữa, chứ đừng có nói nhảy la mắt đa làm cái gì. Đấy, cho nên chúng ta thấy là có những cái tình hình hiện nay là như vậy, mà tôi thấy là thời gian hình như nó cũng hơi nhiều rồi, tôi cũng có lẽ là tôi cũng chốt lại để tôi sửa cái video để post lên cho các bạn xem, cái tình hình này nó còn dài còn lâu lắm, cho nên là các bạn hết sức thông cảm nhé. Thôi chúng ta cũng xin kết thúc tại đây, chúc các bạn xem xong và ngủ ngon và đón ngày mai đón cái tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye. Đồ súc vật, tôi đã ra lệnh bao vây toàn bộ cả Gaza, không có điện, không có thức ăn, không có nước, không có nhiên liệu, kết thúc hoàn toàn. Chúng tôi đã chiến đấu với đoàn súc vật, chúng tôi đang hành động.